Hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 4 năm 2017, người dân Đông Yên đã mang ngư cụ lên quốc lộ 1A, đoạn qua phía bắc đèo Ngang, còn gọi là đèo Con để chặn xe, bày tỏ thái độ bất bình vì không được đền bù thỏa đáng. Thời gian chặn xe bắt đầu từ 10 giờ sáng cho đến gần 5 giờ chiều thì thông xe, ước chừng có 500 xe bị chặn. Gia đình tôi là gồm có 7 người, hai vợ chồng và 5 đứa con là thành 7 người. Đặc biệt là 5 đứa con đang ở trong cái lứa tuổi học sinh. Thì tôi là lao động chính trên biển. Riêng tôi là lao động chính trên biển mà hiện nay tôi không nhận được 1.000 tiền đền bù của thảm họa không có xá nào hết. Không hiểu lý do tại sao mà lại chính quyền lại không đền bù cho tôi. Mà chẳng hà riêng cá nhân tôi, nhưng mà đã riêng ở đây, danh ở vùng đất ở đây của Đông Yên, cái lời này là có hơn một nửa chưa nhận được cái số tiền đền bù. Hiện trạng biển miền Trung hiện nay vẫn không có gì thay đổi, không còn hải sản để đánh bắt, đời sống người dân thêm phần khó khăn. Những bữa cơm đạm bạc, thiếu cá, tôm của các ngư dân như một dấu hiệu đặc trưng thời biển chết. Không khá, cần phải làm sạch biển, tôi tương lai tôi quan trọng, tôi tương lai tôi cuộc sống, chẳng hạn đời mình như người quan trọng nữa, tôi là cần sạch, cần biển tôi sạch, rồi tương lai dần đây quan trọng hiện nay mất cái hướng rồi, không dám biển. Đơn giản thì hai nhiều đâu, tôi nên thì cả thì không ăn được, với cuộc sống nó càng ngày càng thất bại, tôi nên chúng tôi cần cái biển sạch, phố xá cần phải sạch, cái biển sạch chúng tôi. Từ lâu đến bây giờ khi phố xá đã thải ra cả cái chất thứ hai, thì bây giờ chúng tôi đã chọn biển sạch, thì cái biển làm cuộc sống chúng tôi đã từ xưa đến nay đã làm được, từ xưa đến nay đã sinh hệ con cái đến bây giờ. Hiện nay là cái môi trường hiện nay là phố xá đã thải ra, thì bởi vì chúng tôi đã chọn đến biển sạch thôi. Hầu hết những người mà chúng tôi tiếp xúc làm công việc liên quan đến biển đều mong mỏi nhà nước đóng cửa công ty Formosa, bởi với ngư dân Formosa giống như một mỏ thuốc độc của biển, chẳng biết bao giờ là biển được hồi sinh. Riêng với ba là nói riêng và tất cả những người ở là bốn cái tỉnh miền Trung này nói chung, tuy nhiên họ cũng được là nói lên tiếng nói của họ, nhưng mà họ cũng tháo thức, họ muốn như thế, họ muốn tất cả các cái nhà nhân quyền, các cái nhà về cái môi trường của quốc tế là giúp bốn cái tỉnh miền Trung và nói chung và giúp đồng bào của là những cái nơi bị thảm họa mạnh, chẳng hạn như ở Đông Yên đây là cái nơi mà bị là thảm họa trước tiên, đầu tiên rửa cái cửa của cái phố Mô Sa. Mà gì lắm nói được, nói lên đâu nói lên sự thật thì bị chính quyền là cách này sách nhiều đủ chuyện. Hôm thứ Hai ngày 3 tháng 4, người dân hai xã Thạch Bằng và Thạch Kim kéo lên Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà để biểu tình, chất vấn chủ tịch huyện này về vấn đề công an mang súng bắn vào dân. Khi nhân dân đã hoàn toàn chiếm trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện, thì chủ tịch huyện phải nhờ đến quân đội để bảo vệ, thương thảo với dân. Có người bị tình nghi là an ninh giả dạng vào quậy phá và gây bạo động đoàn biểu tình, đã bị người dân đánh bất tỉnh. Phía quân đội và công an bao vây bên ngoài trụ sở, bắt một số người. Sau lời hứa bồi thường những người bị công an tấn công vào đêm Chủ nhật, ngày 2 tháng 4 của chủ tịch huyện này, đoàn biểu tình đã trả người được thừa nhận là an ninh giả dạng côn đồ cho nhà nước đưa đi bệnh viện và ra về. Nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của gia đình em. Suốt một năm qua thì bố mẹ không làm được việc gì, nên không có tiền để trang trải cho chúng em học hành. Và hoàn cảnh của gia đình em thiếu thốn về mọi mặt. Từ khi biển ô nhiễm đến bây giờ, và trong việc học hành của em thì em đi học thì không được miễn giảm học phí từ đầu năm cho đến bây giờ. Những cuộc biểu tình, bày tỏ thái độ cùng với những lời hứa mơ hồ từ phía chính quyền địa phương như thế này, không biết rồi sẽ kéo dài bao lâu. Có một thực tế là Formosa vẫn được ưu tiên nhiều thứ để trụ lại trên đất Hà Tĩnh, để tiếp tục hoạt động, và biển vẫn đang chết dần, chết mòn mỗi ngày.